Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, thông thường khi chúng ta cảm thấy đau lưng thì nhiều người cũng cảm thấy rất đơn giản, đó là vì mình đứng lâu quá, hoặc mình ngồi lâu quá, hoặc là chơi thể thao chẳng hạn. Nhưng mọi người có biết hay không rằng đau lưng cũng là một trong những biểu hiện của một hội chứng mang tên thắt lưng hông. Và hội chứng này thì có khả năng tác động khá lớn đến sức khỏe của chúng ta. Và sau đây để hiểu rõ hơn về hội chứng này, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Thế Hiển. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Chào Tuyết Oanh, xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Thưa bác sĩ, hội chứng thắt lưng hông là gì ạ? Hội chứng thắt lưng hông thì những cái biểu hiện trên cơ thể của chúng ta ở vùng chân đó mà có liên quan đến vùng hông với vùng thắt lưng. Nó gồm nếu mà nói đúng ra nó phải gồm có cái triệu chứng là biểu hiện thôi chứ không phải là hội chứng. Dạ. Triệu chứng của đau lưng và triệu chứng của hội chứng chèn ép rễ thần kinh. Dạ. Nó gây ra những cái biểu hiện ở đau lưng và tê chân. Nó gây ra cái hiện tượng đó. Dạ. Làm cho chúng ta có thể đi lại khó khăn. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến hội chứng và những triệu chứng này là gì ạ? Cái nguyên nhân đó là do những cái biểu hiện gây ra đau lưng và có ảnh hưởng đến thần kinh. Như chúng ta thấy là chúng ta đau lưng thì chúng ta đau quá, chúng ta đi gặp bác sĩ. Yeah. Nhiệm vụ của bác sĩ thì bác sĩ phải chẩn đoán ra được cái đau lưng này là do nguyên nhân gì. Yeah. Nhiều khi chúng ta không biết là chúng ta bị chèn thần kinh, mà chúng ta biết là chúng ta đau lưng mà nó lan xuống cái đầu gối. Yeah. Hoặc là chúng ta đau lưng mà nó tê rần xuống dưới cái bàn chân. Yeah. Hoặc chúng ta chỉ có cảm giác chích 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 ở đầu bàn chân. Và chúng ta nhiều khi chúng ta lại không đau lưng. Yeah. Như vậy thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ vì nhiều cái lý do. Nhưng bác sĩ lại kết luận đó là hội chứng ở cái vùng thắt lưng của chúng ta. Thì nguyên nhân của nó là có thể là do có là viêm khớp cùng chậu nè, hoặc là chúng ta có thể bị thoát vị đĩa đệm cuộc sống thắt lưng chèn vô rễ thần kinh. Yeah. Hoặc là chúng ta bị thoái hóa cột sống thắt lưng. Có những cái gai xương chúng ta chèn hẹp cái lỗ liên hợp. Yeah. Và chúng ta có thể gây tê cái vùng thần kinh mà chúng ta chi phối. Nguyên nhân nữa có thể đó là do chúng ta bị rách cái bao của cái nhân đệm, nó cũng gây ra đau lưng nhưng mà lại không tê chứ. Yeah. Và chúng ta bị viêm những cái dây chằng liên gai ở cái vùng cột sống thắt lưng của chúng ta. Chúng ta cũng có thể gây đau lưng. Yeah. Không tê chân. Hoặc là chúng ta sai tư thế, này gặp nhiều bạn trẻ lắm, là nhiều khi chúng ta đến cuối khiêng cái vật nặng gì đó. Yeah. Chúng ta bị co rút cơ cột sống thắt lưng một bên. Yeah. Gọi là đau thắt lưng cơ năng, thắt lưng tư thế đó, thì nó cũng gây ra những cái hiện tượng cái triệu chứng mà rất là rầm rộ, là chúng ta đi không nổi, chúng ta đi nghiêng một bên như thế này. Và mỗi lần nằm xuống đứng lên thì chúng ta cũng rất là đau. Yeah. Và cũng có thể có một cái hội chứng rất là nặng, đó là cái hội chứng chùm đuôi ngựa. Chùm đuôi ngựa đó là cái hiện tượng chèn ép thần kinh cấp tính mà chúng ta buộc phải đến bệnh viện. Chùm đuôi ngựa. Đúng rồi. Nghe một cái tên rất là hình ảnh luôn, thì bác sĩ có thể giải thích thêm với Thức Anh được không ạ? Có nghĩa là trong cái cột sống của chúng ta, trong cái cột sống của chúng ta đó thì có những cái rễ thần kinh đi ra. Và cái rễ thần kinh đó đi ra thì nó từ cái tủy sống. Cái tủy sống của chúng ta nó kết thúc bằng một cái chóp. Dạ. Cái chóp nó giống như cái chóp của con ngựa, nhưng mà từ cái chóp đó ra những cái rễ thần kinh nữa, giống như cái đuôi ngựa. Đuôi của con ngựa đó. Đó thì một cái nguyên nhân nào đó chẳng hạn như thoát vị đĩa đệm, hoặc là những cái u trong tủy sống của chúng ta, hoặc là những cái chấn thương cuộc sống mà nó làm chèn ép cái vùng đuôi ngựa đó. Dạ. Gọi là cấp tính, bệnh nhân rất là đau lưng, rất là đau, và bệnh nhân có thể đi lại khó khăn và tiểu tiện đi tiêu đi tiểu không tự chủ. Dạ. Người ta buộc lòng người ta phải đến bệnh viện gấp, và cái đó nhiều khi còn phải mổ gấp để giải quyết được cái tình trạng là đi tiêu đi tiểu không tự chủ. Hoặc là chúng ta đi lại khó khăn. Sáng nay thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về các bước để điều trị đối với các hội chứng thắt lưng hông này ạ? Để điều trị cái hội chứng thắt lưng hông này thì chúng ta phải làm rõ ra nó là bị bệnh gì. Đối với chúng ta thấy rõ là bệnh nhân sẽ tới với chúng ta với cái chuyện là đau lưng, tê chân. Dạ. Đau lưng và tê chân. Dạ. Hai cái. Thì bác sĩ sẽ dựa vào đó, nếu chỉ đau lưng không thì bác sĩ sẽ coi là bệnh lý của thoái hóa hay của dây chằng hay của các khớp. Thì từ đó bác sĩ đưa ra những cái biện pháp để điều trị. Yeah. Do vậy thì đây là một, để nói rõ từng cái điều trị của một cái bệnh thì rất là khó, bởi vì đây là một cái tổng thể gồm nhiều bệnh. Yeah. Và tìm ra được cái bệnh gì ở cái vùng đau lưng
nó một cái quyển sách rất là dày, và có nghĩa là các bác sĩ người ta phải lặp đi lặp lại rất là nhiều cái chẩn đoán, người ta cần những cái phương tiện hỗ trợ thêm, chẳng hạn như là MRI, X-quang hoặc là điện cơ, để người ta có thể đưa ra cái chẩn đoán xác định cho mình dựa vào cái biểu hiện của mình. Dạ. Vậy thưa bác sĩ, đối với hội chứng thắt lưng hông này thì có cách nào để cho bản thân mỗi người có thể chủ động để phòng tránh được không ạ? Rõ ràng thì ở cái vùng thắt lưng là cái vùng di động rất là nhiều của cơ thể của chúng ta. Chúng ta phải làm việc hàng ngày, chúng ta cúi, chúng ta ngửa, chúng ta xoay. Do vậy, để phòng tránh được thì chúng ta phải dùng nhiều, thì chúng ta phải bảo dưỡng nhiều cho nó. Dạ. Bảo dưỡng nhiều bằng cách là chúng ta nên tập cơ. Tập cơ để cho tăng cường cái hệ cơ, chúng ta tăng sức dẻo dai. Chúng ta phải biết rằng những cái tư thế nào là xấu đối với vùng cái hông lưng của chúng ta. Những tư thế xấu là những tư thế sau đây. Đó là tư thế cúi lưng để khiêng vật nặng. Dạ. Chúng ta nhớ ha, nhớ rằng là càng cúi lưng ra trước thì cái áp lực lên cái phía sau của cuộc sống chúng ta càng nhiều. Mà phía sau của nó là gì? Đó là cái địa đệm, đó là cái rễ thần kinh, đó là cái tủy sống của chúng ta. Tư thế xấu thứ hai nữa là chúng ta còn phải tránh, đó là chúng ta bẻo lưng. Chúng ta thấy là chúng ta mỏi và làm sao chúng ta đứng đá chân chân rắc, chúng ta vặn như thế này. Cái đó nó sẽ hư cái mấu khớp của chúng ta. Để tránh, để làm sao mà cho chúng ta đã được như vậy, chúng ta có những cái bài tập riêng biệt. Chúng ta không cần bẻ, chúng ta vẫn giải quyết được. Cái thứ ba đó là cái chuyện nằm, đi ngủ của chúng ta. Cái việc đi ngủ của chúng ta nên coi cái nệm chúng ta có quá lún hay không. Hoặc là quá cũ rồi, lún quá. Các bác sĩ thường khuyên là ta nên nằm phẳng. Hoặc nằm nệm thiệt là cứng, hoặc là thiệt là mỏng. Đối với những người mà không nằm quen nằm nệm. Còn một cái hiện tượng xấu của cái cuộc sống thắt lưng của chúng ta là ngồi xổm. Hoặc là ngồi cúi, chúng ta làm việc lâu. Chúng ta ngồi cúi như thế này thì cuộc sống chúng ta sẽ cong. Và các bạn trẻ chúng ta nên để ý đến cái ghế văn phòng của chúng ta. Cái ghế chúng ta có bị trên hay không? Dạ. Rất là cảm ơn những lời khuyên, những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thế Hiện đối với chủ đề của chương trình hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề của chương trình hôm nay thì hy vọng rằng sự giúp đỡ, những lời chia sẻ của bác sĩ Thế Hiển đã giúp cho quý vị hình dung rõ hơn về căn bệnh. Và đồng thời chúng ta cũng đã có thêm một số những cái bài tập thay thế cho những hành động không tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ của bạn hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.